và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Ngô Kiến Huy tố Trương Thế Vinh khao khát dạ gái đóng vai mama tổng quản. Sau khi gửi lời cảm ơn tới ba thành viên thân thiết trong Chạy Đi Chờ Chi và ekip thực hiện MV Truyền Thái Y, Ngô Kiến Huy tố Trương Thế Vinh khoái dạ gái. Tối 28 tháng 8, Ngô Kiến Huy livestream trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên trong ekip sản xuất MV Truyền Thái Y và khán giả. Anh không giấu được niềm hạnh phúc của mình khi biết tin sản phẩm âm nhạc mới giành được vị trí top 1 trending trên YouTube sau 25 giờ ra mắt với hơn 2,9 triệu lượt xem. Đây là một ca khúc được hòa âm phối khí bởi nhà sản xuất âm nhạc Marcel, phủ đạo được thực hiện bởi Lâm Vinh Hải, đạo diễn của MV Truyền Thái Y là Đinh Hà Uyên Thư. Khi được hỏi về dàn diễn viên trong MV Truyền Thái Y, Ngô Kiến Huy xúc động nói, họ là những người vô cùng tuyệt vời, anh Vinh lần đầu tiên hóa thân thành nhân vật như vậy luôn. Trước giờ anh ấy luôn giữ hình tượng một chàng trai cơ bắp mạnh mẽ đàn ông. Khi quay MV cho tôi, anh ấy đã hy sinh hình tượng của mình để hóa thân thành một mama tổng quản, cai trị một bầy cung nữ cơ bắp khác. Cảm ơn luôn Bảo Bảo vì đã đợi rất lâu đến gần 2 giờ đêm mới được quay. Quỷ Thọ Trắng đến sớm và cũng phải đợi luôn. Marcel lần đầu tiên cùng bắp làm nhạc, trải qua thời gian rất lâu để có được bản nhạc như vậy. Cả ekip của Đinh Hào Uyên Thư thức trắng 2 ngày 2 đêm. Ngô Kiến Huy cho biết vì quá lo cho sản phẩm âm nhạc mới, nên đêm qua anh không ngủ được, suốt đêm anh ngồi nghe lại ca khúc và đọc nhận xét của khán giả về MV. Nhận được nhiều lời khen ngợi, nam ca sĩ vô cùng vui sướng. Giọng ca giả vờ yêu vui sướng gọi tên Marcel. Marcel ơi, cuối cùng anh em ta đã làm nên điều kỳ diệu trong sự nghiệp ca hát của tôi. Hơn 10 năm ròng rã đi hát, cuối cùng tôi cũng đã được đứng ở vị trí top 1. Biết tin người hâm mộ cả đêm không ngủ để cày view cho mình, Ngô Kiến Huy gửi lời cảm ơn và nhắc nhở họ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nam ca sĩ tiết lộ thêm từ giờ đến cuối năm, anh sẽ cố gắng ra một hai MV nữa để gửi tặng khán giả. Trong tháng 9 tới, Ngô Kiến Huy sẽ tiến hành quay một MV mới. Thấy Trương Thế Vinh vào xem livestream, Ngô Kiến Huy lập tức gọi tên người anh thiện lành. Thỏ Đen khẳng định Trương Thế Vinh chính là điểm nhấn của MV mới và nhận thấy cảnh người anh thân thiết, cắn ngón tay rất xuất sắc. Khen ngợi được vài câu, Ngô Kiến Huy lập tức tố voi biển. Tôi biết anh Vinh có sự nhiệt huyết lắm, khao khát bên trong được đóng vai đó. Nhưng ngại mọi người thôi, nhờ tôi anh Vinh có cơ hội được là chính mình.